có combo nào tiết kiệm phân cho lúa không anh? Rồi, em hết phép rồi phải không? Bây giờ bỏ ra 1,6 triệu mua được một bao đáp. 1,6 triệu chưa tới 2 bao ure. 1,6 triệu chưa tới 2 bao kali. Và trong tương lai 1,6 triệu sẽ còn mong manh hơn nữa. Nhưng hiện nay với thời gian này, Điền Gâu đang có một cái rất là ngon nghẻ cho em. Đó là cái quy trình của Điền Gâu. Quy trình 1,580,000 quăng qua cửa sổ và bước theo Điền Gâu. Thì với cái quy trình này thì anh muốn là anh em đặt niềm tin vào anh đi. Rồi anh sẽ chỉ cho em làm ruộng như thế nào nó cơ bản ngay từ đầu luôn. Với cái quy trình này mà 1,580,000 mà dành cho 10 cái tổng lớn, thì anh nói thiệt với em là với giá cả vật giá như hiện nay thì anh bán cho vui đó em. Bán cho vui đó em. Chứ còn bây giờ thì em đừng có hỏi anh là anh ơi quy trình này có tiết kiệm phân, quy trình này có tiết kiệm thuốc, quy trình này có giảm phân bón, quy trình này có tăng năng suất không anh. Thì mấy câu hỏi đó nó thừa thải lắm. Em cứ cố gắng mua cho bằng được quy trình này nha em. Rồi ok, bye bye, chào em.